nhưng vẫn còn nghiệp quả, thì lúc thọ mạng hết, những nghiệp quả chưa trả hết sẽ như thế nào? Câu hỏi này chắc trả lời ngắn gọn thôi ha. Ba luôn đi. Thì chưa trả hết thì nó là vô hiệu nghiệp, đơn giản vậy thôi. Giống như là một cái mảnh đất á, mà nó còn tơi còn xốp, thì sẽ có những cái hạt giống ở trên đó sẽ còn có điều kiện để nó tái sanh, để nó mọc lên, nó sinh trưởng. Nhưng mà mình đem cái mảnh đất đó mình nung nấu, mình hong khô nó, mình làm cho nó chết hẳn, nó thành một cái mảnh đất chết, thì nó sẽ không còn một hạt giống nào có khả năng mọc được nữa. Thì những cái hạt giống mà chưa kịp mọc đó thì nó sẽ vô hiệu. Thì một vị A-la-hán cũng vậy, bao gồm tất cả các nghiệp thiện lẫn bất thiện.